giờ này vẫn còn làm việc luôn hả? Tặng em nè. Em nhớ hôm nay là ngày gì không? Có vậy mà cũng không nhớ nữa. Hôm nay là kỷ niệm 5 ngày tụi mình quen nhau rồi đó. Hôm qua anh vừa mới kỷ niệm ngày thứ tư xong đó. Đối với anh, từ bây giờ trở về sau, ngày nào cũng là ngày kỷ niệm của anh với em hết. Anh đóng phim ngôn tình hay gì mà sến thấy ghê quá à. Thôi, đâu đâu cho anh sến xuống bữa đi. Em, quyết định vậy. Để kỷ niệm 5 ngày chúng ta quen nhau, mình đi ăn nha. Không có được, em còn nhiều tin quảng cáo phải đăng lắm. Mai, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em á. Sao bữa nay anh nghiêm túc quá vậy? Rất là nghiêm túc. Anh muốn góp vốn vô công ty Ocean Quốc dân của em. Để công ty của em ngày một phát triển mạnh mẽ ra, mở thêm văn phòng nè, tuyển thêm nhân viên nè. Em sẽ không phải đích thân đi làm Ocean nữa. Anh không có cần phải làm vậy đâu. Hiện tại công ty của tụi em đang rất ổn, không có cần thêm vốn đâu. Nhưng mà... Em biết là anh sợ em cực, nhưng mà em rất là thích công việc này. Đam mê với công việc là tốt, nhưng mà như vậy anh lo cho sức khỏe của em lắm á. Tặng em ra. Gì nữa vậy? Thuốc bổ. Cái này anh đặt mua từ bên Mỹ về á. Tốt lắm. Trời ơi, sao anh phung phí tiền hoài vậy? Anh lo cho sức khỏe của em sao gọi là phung phí được? Trời ơi, em còn trẻ lắm, ai mà cần thuốc bổ làm cái gì? Ê, bậy nha. Em suy nghĩ vậy là sai đó. Em phải biết chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ trẻ kìa. Để sau này về già hối hận không kịp đâu. Dùng đi nha. Rồi, để đó đi. Ê, thôi mà anh năn nỉ luôn á. Nghỉ nha, nghỉ sớm một bữa thôi. Rồi mình đi ăn. Anh đưa em đến một nơi rất là sang trọng. Chỗ đó rất là lãng mạn, chỉ có anh và em thôi. Trời ơi, thôi, anh đừng có phung phí tiền nữa. Anh đã tốn rất nhiều tiền mua quà cho em rồi. Với lại, em ăn nhà hàng không có quen. Mà nè, bao lâu rồi anh chăn mì gói vậy? Ê, sao bữa nay thiếu gia đi trễ dữ vậy? Bình thường đúng giờ lắm mà ta. Lâu ghê á. Em đã nói là bận mấy cái này không quen mà tự nhiên hôm nay bắt cái bạn ra kìa. Cái đẹp kìa mọi người. Đẹp không mấy bạn? Xinh quá. Đẹp. Bộ đồ rất hợp đúng không? Có gì đâu mà ngại, ngồi đi. Xin giới thiệu mấy bạn, đây là Mai, bạn gái của mình đó. Wow. Xin như vậy, hàng chi dân chơi hàng đầu cũng phải rửa tay gác kiếm. Ê, nhân viên cao cấp của công ty mình đó. Bữa giờ hành quá, khan tiếng luôn rồi. Chà, từ giờ rủ anh đi quậy là hơi bị khó hả nha? Bình thường thôi, có đâu khó. Nếu lúc trước á, thường thường đi mình đúng không? Thì bây giờ có thêm Mai đi hai người vậy thôi. Ủa, tôi nhớ hồi trước ông đi một kèm một không mà, đâu ra mình. Trời ơi, bậy không à, giờ ta khác rồi. Chúc mừng anh đã tìm được bến đỗ của đời mình nha. Bớt gây hại cho đời. Nè bạn, định đốt nhà mình hả? Không có dễ đâu, nhà tường đó nha. Thôi chúc mừng. Thôi, vô đi. Vô. Sụng lên làm cái gì mà xìu quá. Em muốn đồ nha. Vô. Đứ. Sao đứng đây, vô chơi đi. Hiểu rồi. Ê, nó nghe nè. Gì? Thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Ai quen? Bạn ông chứ ai? Mai. Ê, bậy nha bạn. Bạn gái mình mà quen làm sao? Nhớ rồi. Hình như là hồi trước làm bố xin ở nhà ông đúng không? Ông bậy tầm bà, làm gì có. Cái đầu quặng bị hư hả? Nhớ lộn ai rồi, đi. Không, chắc chắn bố xin ở nhà ông. Nhớ rồi, chắc chắn luôn. Nhớ
Ê, nó nhỏ thôi. Trời, vậy bạn gái ông là Oxin. Trời, tôi dặn rồi, nó nhỏ thôi, làm gì la lớn như vậy. Oxin là công việc trước kia thôi, hiểu không? Bỏ nghề lâu rồi. Bây giờ nè, ông xóa đi, xóa cái hình ảnh Mai làm Oxin ở trong đầu ra, hiểu không? Vậy là không có quan tâm gì nữa chuyện này. Tại vì chuyện này không liên quan tới ông hết á, hiểu không? Nè, nếu ông còn quan tâm đến chuyện này, hãy nói cho bất kỳ ai nghe bạn gái tôi là Oxin thì tôi sẽ không đầu tư cái tha ớp của ông nữa, hiểu không? Ừ. Ok. Ủa Mai, đứng đây lâu chưa? Đủ lâu để biết anh thực sự nghĩ như thế nào về em. Không có nghĩ gì hết á. Xin lỗi, em chỉ là Oxin thôi, chứ không phải nhân viên cao cấp của anh. Mai! Trời đất ơi sếp, sao hôm nay nhìn sếp râu ria phong trần dữ vậy? Này là Mai thích mẫu đàn ông. Im! Sao vậy? Đừng nhắc tên Mai nữa được không? Từ bây giờ cấm em nói tên Mai. Cả công ty mình không được ai nhắc tới cái tên Mai. Nhắc tên Mai chết với anh nghe không? Dạ em biết rồi, để em ra em thông báo với tất cả nhân viên. Từ đây tới mai tới mốt là không được. À! Cái gì? Cái gì mốt? Dạ tôi kêu chị lao công tên Mai nghỉ luôn đi. Trời ơi sếp, sao mà có chuyện gì mà lớn như vậy sếp? Chia tay rồi. Sao vậy mà chia tay không? Ủa mới quen nhau mấy ngày mà chưa tới một tuần luôn á. Thôi cái này là mối quan hệ mà sếp lập kỷ lục trong tất cả những mối quan hệ đúng không sếp? Sao em hỏi sâu xa quá vậy? Nhưng trong mối tình này tan rã không phải lỗi tại anh, hiểu không? Không phải lỗi tại anh. Chứ tại sao hai người chia tay? Anh dắt cô ấy đi chơi. Anh giữ thể diện cho cô ấy. Anh giới thiệu với bạn bè anh á, cô ấy là một nhân viên cao cấp của công ty. Anh làm vậy là sai hay đúng hả Thiện? Không lẽ bây giờ bước ra đường anh cứ quang quang giới thiệu với mọi người, à Mai bạn gái tôi đây là Oxin. Cái này em hỏi thiệt sếp nha. Thật sự là sếp giữ thể diện cho sếp hay là cho Mai? Em hỏi vậy là sao? Với lại em thấy là nghề Oxin hay là nhân viên cao cấp gì nó cũng là cái nghề mà. Nhờ Mai làm Oxin cho anh thì hai người mới gặp nhau. Để làm Oxin cho anh Mai cũng phải là kiến thức cỡ nào, sức chịu đựng cỡ nào em mới làm trong nhà của anh được. Chưa kể cái công ty Oxin là cái tâm huyết lớn nhất của Mai. Anh phủ nhận điều đó chẳng khác nào anh chà đạp lên tâm huyết của người ta. Cổ không giận anh mới lạ. Vậy là anh sai thiệt rồi hả Thiện? Mai giận anh luôn rồi. Số điện thoại anh Mai chặn luôn rồi. Phải bút lóc luôn. Thiện ơi, trong những lúc như thế này nè, anh cần một người thông thái như em. Anh cần một người thông minh như em. Có cách nào giúp anh không Thiện? Em chào chị. Anh ăn bận cái kiểu gì vậy? Em vừa lòng chưa? Tha thứ cho anh được chưa? Vừa lòng cái gì? Tự nhiên mới nay qua ăn bận kiểu này. Hỏi gì kỳ cục vậy? Em là người nhắn tin cho anh kêu anh mặc đồ vậy qua gặp em mà. Em biết từ nãy giờ đi ngoài đường nhục lắm không? Thiệt. Quân đội 80 cái quần lên đầu á. Anh bị điên á, em nhắn anh hồi nào? Nè, không có giỡn nha.
đừng có chơi lật lọng nha. Em là người nhắn tin nè, tôi còn lưu đây nè. Đó, xem đi, đúng không? Cái gì vậy? Cái này đâu phải số của em. Giận mặt hả? Anh sao vậy? Chứ không phải là em mượn điện thoại của ai vậy em gửi cho anh hả? Bộ anh thấy em ăn ở rảnh lắm hả? Ê, em cũng phải cái dạng người mà bắt bạn trai bận đồ con gái tới xin lỗi đâu nha. Trời ơi, chết tôi rồi. Nhưng mà Mai ơi, nhục thì cũng lỡ nhục rồi, lỡ cũng đã lỡ hết rồi. Bỏ qua cho anh nha Mai, anh đã chấp nhận mặc bộ đồ về tới gặp em là chứng tỏ tấm lòng anh chân thành cỡ nào rồi Mai. Thôi anh đi về đi, anh có cái lỗi gì đâu mình tới đây anh tỏ lòng chân thành. Ở đây không có hợp với anh đâu, anh đi về. Ô, đi ở đây hợp, hợp có Mai, chỗ nào là hợp với Trí chỗ đó. Anh đi về đi. Alo, con đang ở đâu? Có phải con đang ở chung với con Mai không? Dạ, sao vậy mẹ? Chia tay với nó ngay lập tức. Con nghĩ sao mà lại yêu đương với một con ô xin vậy? Về liền cho mẹ. Mẹ, không được đâu mẹ. Mẹ, we'll be right back.